Trưa ngày 30 tháng 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ 2 của Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 với chủ đề Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu. Trong bài phát biểu của mình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hòa bình, ổn định và an ninh của các nước đang phát triển là điều kiện rất quan trọng góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chung của thế giới. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể khẳng định Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu tại châu Á Thái Bình Dương, đóng góp tích cực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Diễn đàn năm nay lựa chọn chủ đề An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài là rất tích cực, kịp thời, thiết thực mà thế giới đang có những biến động rất nhanh, rất mới, phức tạp và khó lường. Đại tướng Phan Văn Giang đã đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của vấn đề an ninh và hòa bình trong bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh đó, nhân loại tiến bộ càng khát khao an ninh và hòa bình. Đây là hai vấn đề có quan hệ mật thiết, là mục đích, là điều kiện của nhau. Mọi quốc gia đều có môi trường an ninh toàn diện, kết nối, hội nhập hài hòa trên tất cả các lĩnh vực. Lợi ích an ninh của các quốc gia dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển đều cần được thấu hiểu, ghi nhận, tôn trọng để cùng nhau xây dựng hòa bình, phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng hiện nay trên thế giới có khoảng 80% số quốc gia đang phát triển, chiếm khoảng 3/4 số phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, rất dễ bị tổn thương bởi các thách thức an ninh toàn cầu như xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, các nước đang phát triển phải chủ động cùng nhau hành động nhằm bảo đảm an ninh cho quốc gia mình, đồng thời đóng góp tích cực bảo đảm an ninh khu vực và toàn cầu, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, an ninh chung của thế giới.